Thực trạng của xã Tân Thanh Tây á, thì xã này là một xã nông nghiệp. Người dân ở nơi đây sống chủ yếu là bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Người dân thì người ta tận dụng là trong những cái vườn dừa, vườn cây ăn trái thì người ta có trồng thêm được cỏ để người ta nuôi dê. Chồng ơi, cái con kiên nhiêu ký mà em bán? Gần 20 kg á. Ừ. Đợt sau mà đẻ ra được 20 kg mới bán hả? Dê thì nó dễ kiếm cỏ hơn. Dễ hơn. Với nó ăn lá tạp rồi được nha. Ăn tạp, ăn cây này, cây nọ nó ăn được. Nhiều cái thức ăn nó dụ như mấy dê nọc á, dê thịt á. Có thể mình cho ăn thức ăn hoặc bắp làm sai mình cho ăn thêm nữa. Nó nặng ký nó mau lớn. Hội viên phụ nữ ở đây thì khi được tiếp cận cái nguồn hỗ trợ của dự án của Ủy ban Y tế Hà Lan để làm mô hình nuôi dê sinh sản thì người ta rất là phấn khởi. Nói chung là khi nhận được dê rồi thì có hộ thì về chăm sóc rất là tốt, hiệu quả cũng rất là cao. Do đợt đầu mình cũng chưa có kinh nghiệm, rồi mình cũng chưa có cái kỹ thuật trong chăm sóc, nên cái đợt đầu 10 hộ đợt đầu thì hiệu quả nó cũng không có cao. Bốn tháng là như em chưa có lời nhận được chứng sinh đâu, sao thì tới đợt mà thả hoàn gió là sao? Bây giờ cũng nhà cũng khó khăn á, vẫn chưa có tiền để làm gió. Thì trong cái số vốn này tới rồi mà về gia đình nó kẹt quá để về lớn rồi nó bị khi có bầu ở dưới thì bác gì đó đẻ được có con mà nay cũng trầm trọng rồi để lần rồi bác rửa tiền hoàn cảnh hai vợ chồng cũng thân không có làm gì hết. Nói chung là tổ thì cũng thấy chia sẻ cái khó khăn đó. Chị Hạnh với hộ của chị Nhạn á, thì tổ mình cũng thống nhất là đề nghị ở dự án hỗ trợ 20%. Xin là do là chưa có thu được cái con, chưa có lợi nhuận thì xin thì nói chung là trả vốn nó chậm chút. Khi mà bán được con dê rồi thì trả vốn. Trên cơ sở là giúp cho các cái hộ gia đình xóa đói giảm nghèo bền vững và không để ai tụt lại phía sau. Ví dụ như có hộ gia đình mà dê chết thì chúng tôi cũng đề nghị là dùng cái kinh phí dự án hỗ trợ thêm một con dê mới để họ có thể gây dựng lại cái đàn dê từ đầu. Đối với những hộ mà có dê con chết hoặc là chậm sinh sản thì chúng tôi căn cứ vào cái điều kiện gia đình cũng như mong muốn của họ có thể là giãn nợ, tức là cho các phép các hộ gia đình trả nợ chậm hơn một chút để đàn dê của họ có điều kiện sinh sản và họ có cái lợi nhuận trước khi mà họ phải hoàn trả lại vốn.